áp thấp nhiệt đới trên khu vực của huyện đảo trường sa đang suy yếu dần do tương tác với gió mùa đông bắc mạnh Hiện áp thấp nhiệt đới có cường độ cấp 6 giật cấp 8 dự báo ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi hướng tây nam và suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía tây nam, huyện đảo Trường Sa, vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới sẽ quanh huyện đảo Trường Sa từ vĩ tuyến 7 đến 10 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ kinh đông. Ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, vùng biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau giữa biển Đông tiếp tục có gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.